Nhưng mà con người của mình có một cái nghịch lý, cái gì vui thì chóng tàn, cái cảm xúc vui á, cái thăng hoa chút xíu xong rồi. Nhưng mà con người lại có một cái thói quen, có một cái rất là lạ, đặc biệt là phụ nữ nha, họ thích gặm nhấm nỗi đau, thế mới đau. Họ thích gặm nhấm nỗi đau, bị thất tình một tí, bị đau một tí, bị ai đó làm xúc phạm một tí, không cho nó nhẹ nhàng, không suy nghĩ tích cực, không đẩy nó qua một bên để quản trị và chuyển hóa cảm xúc, nhưng mà lại chui vô góc nhà, hoặc là trùm mền, hoặc là tìm đủ mọi bối cảnh để gặm nhấm nỗi đau, khóc từ ngày này sang ngày khác, gặm nhấm nỗi đau. Chính cái thứ kinh khủng đó, nó là một cái sở trường đó, cái sở trường gặm nhấm nỗi đau. Ngày hôm qua nó qua rồi, sự thật tất cả những gì nó diễn ra trong quá khứ nó qua rồi, tại sao lại cứ lôi nó ra, tại sao cứ gặm nhấm nỗi đau, tại sao cứ sống trong hoài niệm để đau càng đau, tại sao cứ phải lôi những cái vết thương lòng của mình ra để trây trét nó, để trây trét cái nỗi thương lòng của mình ra, để trây trét đau cho mình và đau cho người khác nữa. Và cái tiềm thức đó nó kinh khủng lắm. Và có những nỗi đau trong quá khứ, nó không những phương hại đến mình, mà nó phương hại đến con cái của mình, phương hại đến cuộc sống hiện tại của mình. Chuyên môn nhắc đến chuyện ngày xưa, đúng không ạ? Vậy quá khứ đã qua rồi, anh chị em comment đẹp, quá khứ đã qua rồi, quá khứ đã qua rồi. Qua rồi, quá khứ đã qua rồi. Nhưng mà quá khứ nó giúp cho con người mình trưởng thành hơn, tại vì mình trải nghiệm nó mà, để mình có bài học. Như vậy nỗi đau hoặc là sự thành công trong quá khứ chỉ là bài học. Mình học được gì ở cái trải nghiệm này không? Đó là bài học. Còn tương lai thì chưa đến. Muốn tương lai, các bạn có thấy rằng là bạn có ngày hôm nay là tập hợp của những cái suy nghĩ, cái hành động và cái việc làm của bạn trong quá khứ để ngày hôm nay bạn có như ngày hôm nay không ạ? Bao nhiêu bạn công nhận điều này, comment đúng ạ? Tức là ngày hôm nay bạn có thứ gì thì có phải do là tập hợp những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động của bạn trong quá khứ mà nó tạo ra bạn ngày hôm nay không? Đúng mà. Do những cái gì bạn đã chọn lựa trong quá khứ, bạn đã suy nghĩ trong quá khứ, bạn đã hành động trong quá khứ để bạn có kết quả ngày hôm nay. Bởi vì suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc, cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì nó ra cái kết quả. Thì tất cả những cái gì mình có ngày hôm nay là do quá khứ để lại. Và có những cái quá khứ mà mình biết, mình thấy được, đó là trong cuộc sống này. Nhưng mà có những quá khứ mình không biết, như bên Phật giáo gọi là kiếp trước, hoặc là gọi là nghiệp, đúng không ạ? Thì cái kết quả ngày hôm nay, nó đến với mình ngày hôm nay là do tập hợp, do chính mình trong quá khứ mình có ngày hôm nay. Và ngày hôm nay bạn chưa tốt, ngày hôm nay bạn chưa tuyệt vời, ngày hôm nay bạn chưa thành công là do ai ạ? Là do ai? Tôi chưa thành công, tôi chưa tuyệt vời, tôi chưa hạnh phúc, tôi chưa bình an là do chính tôi. Tại vì do tất cả những suy nghĩ, tất cả những lời nói, tất cả những việc làm của mình, nó để lại cho mình kết quả ngày hôm nay. Còn nếu có là kiếp trước thì cũng là mình thôi, cái nghiệp của mình mà. Cho nên là tất cả cái gì mình nhận ra, cái kết quả ngày hôm nay, mình có ngày hôm nay, từ đau khổ đến sự phản bội, đến sự thất bại, tất cả mọi thứ là do mình mà ra, chứ không chơi môn đổ thừa. Thế mà không nhận. Các bạn thấy rất rõ không? Tất cả những gì mà mình có ngày hôm nay
là do bạn ngày hôm qua mà có, chứ không do người khác đâu. Còn nếu có người khác mà tham gia vào cái câu chuyện đó, thực ra là họ thêm mắm dặm muối, thêm gia vị, thêm điều kiện để mình có được cái mà mình đáng có mà thôi. Có ai đó lừa mình, chẳng qua là trước đó mình đã lừa ai thôi. Có khi trong kiếp này, có khi ở kiếp trước mình không biết. Tức là cái gì mà mình có ngày hôm nay là do suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình để lại ngày hôm nay hết. Nếu anh chị em nhìn được cái chỗ này, thì biến nỗi đau và tất cả những gì đến với cuộc đời của mình, mình đón nhận nó, cái năng lực đón nhận nó, bởi vì mình biết là do mình chứ không chơi môn đổi thừa, thì mình nhẹ lắm, không chơi môn đổi thừa. Và đa phần tại chồng bỏ tại anh, người yêu chia tay tại anh, đâu phải tại tôi. Mất tiền là tại bị lừa, ngu bị lừa đáng chịu chứ tại gì tôi vậy? Tôi mất 38 tỷ, quay về bên trong, mình ngu ở chỗ nào sửa hết, đúng không ạ? Cho nên cái trách nhiệm quan trọng. Có những người nợ, ơi em muốn lắm, em muốn tuyệt vời lắm, em muốn A, em muốn B, em muốn C, em định vị em thế này, nhưng mà bây giờ em không được cái điều em mong muốn, rồi em giận hờn, em thất vọng, không do bạn mà ra hết, đúng không ạ? Do bạn hết, do tất cả những cái quá khứ của bạn, nó tạo ra bạn ngày hôm nay. Rất rõ cái chỗ này cho tôi cái, để mình tái sinh như thế nào. Rất rõ tất cả những gì mà mình có ngày hôm nay là do mình. Tại sao lương mình chỉ có 5 triệu? Tại sao lương mình chỉ có 7 triệu? Tại sao? Tại sao? Tại mình hết. Lỗi tại tôi. Nhưng mà có nhìn mình đâu. Đi đổi thừa tại số phận, tại hoàn cảnh, tại chính phủ, tại nhà nước, tại bộ giáo dục, tại vì, bì, là, nó, không phải. Không phải. Xin lỗi anh chị em. Báo thức của con trai. Đó, lỗi tại tôi hết các bạn. Vậy thì, muốn có cái tương lai của mình thành công, bắt đầu bằng đích đến. Và cái sự hạnh phúc, cái sự thịnh vượng, cái bình an, nó không nằm trong quá khứ rồi nha. Quá khứ của mình nó không còn nữa. Giờ nó sao, nó qua rồi. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu, đúng. Mình rất thích hát câu này, tại vì mình đã bỏ mấy lần luôn. Bỏ hết, bỏ là bỏ, không có vương vấn gì đó. Bỏ là bỏ, vương vấn gì. Chấp nhận chọn lại. Mình, thầy Thái có mấy lần chọn lại quá khứ. Vậy anh chị em xác nhận được cái chỗ này dùng thầy Thái chưa? Xác nhận là tất cả những gì mình có ngày hôm nay là do mình ngày hôm qua mà có, chứ không chơi môn đổi thừa nha. Bây giờ đổi tên đi. Không chơi môn đổi thừa nha. Không chơi môn đổi thừa, đổi tên nha, đổi họ nha. Không có chơi môn họ đổ tên thừa nữa nha. Bỏ. Rồi bỏ cái đó là đúng rồi đó. Tức là mình không chơi môn than phiền, oán trách, đổ lỗi nữa. Tại vì khi mà mình than phiền, oán trách, đổ lỗi thì mình sẽ tìm lý do mình thoái thác, tại vì nó không phải tại mình. Mình sẽ tìm lý do than phiền, oán trách, đổ lỗi, tìm lý do, nó không phải là người thành công, không, do mình. Cái người mà họ quyết định thành công không bao giờ họ tìm lý do, họ tìm giải pháp hết. Như vậy, khi mà xác nhận tại mình thì trở về bên trong mình để mình tìm giải pháp, đúng không ạ? Thì đây là một cái điều kiện rất quan trọng để anh chị em mình bước tới cái tái sinh. Rồi. Cái hạnh phúc, cái thịnh vượng, cái bình an nó cũng không nằm ở trong tương lai. Bởi vì tương lai có là do ngày hôm nay. Nãy mình nói rồi mà. Tất cả những cái gì có ngày hôm nay là do tập hợp của những suy nghĩ, lời nói, việc làm
của mình trong quá khứ, tập hợp những cái thứ đó nó có mình ngày hôm nay. Vậy thì muốn có mình ngày mai, muốn ngày mai mình có nó, muốn ngày mai mình có điều gì, muốn tương lai mình có điều gì, có phải là ngày hôm nay bạn sở hữu nó? Ngày hôm nay bạn cho phép mình sở hữu nó, có phải ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất không? Đúng rồi. Ngày hôm nay, giây phút hiện tại là quan trọng nhất. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn chưa đủ. Tập hợp của thời gian là từng khắc. 60 khắc tạo thành một giây. 60 giây tạo thành một phút. 60 phút tạo thành một giờ. Vậy thì cho phép mình có được hạnh phúc, thịnh vượng và bình an thì phải thiết lập, phải thiết lập cái thói quen hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Và cái thói quen được định nghĩa không phải là ngày hôm nay, nó là giây phút hiện tại, ngay bây giờ, lúc này và ở đây. Anh chị em comment đi ạ. Ngay bây giờ, lúc này và ở đây. Ngay bây giờ, lúc này và ở đây. Và mình phải duy trì nó thành thói quen. Tại sao tôi mong muốn anh chị em thiết lập cái hệ thống thói quen? Tại sao muốn anh chị em mình thiết lập cái hệ thống thói quen? Thói quen như hơi thở. Ngay bây giờ, lúc này và ở đây, cái phút hiện tại này quan trọng nhất lắm. Nếu mà chưa cho phép mình tỉnh thức ở giây phút hiện tại thì không bao giờ có cơ hội để tái sinh. Tại vì mình không có tỉnh thức. Mình không trở về bên trong mình không tỉnh thức. Không biết lắng nghe hơi thở của mình. Không trở về bên trong của mình. Mình cứ bay ra bên ngoài, mình không tìm được mình đâu. Tại vì đi ra ngoài làm sao tìm được mình? Cái kho báu mình ở trong mà. Mình muốn tái sinh chính mình mà đi ra ngoài đi tái sinh người ta. Sao được? Đúng không ạ? Không được đâu. Trở về bên trong của mình. Lắng nghe hơi thở của mình. Ngắm nhìn từng cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại, biết toàn thân của mình chỗ nào đang đau, chỗ nào đang có cảm giác gì là phải biết hết. Tức là mình tỉnh thức cho anh chị em. Trở về bên trong mình nha. Ok, cảm ơn chị em. Giờ thiết lập lại cái quan điểm nha, thiết lập lại cái góc nhìn nha, thiết lập lại góc nhìn, thiết lập lại tôi mới nói tiếp nè. Để mình làm thế nào mình tái sinh là một phép nhiệm màu được này. Thiết lập rất rõ ràng giúp tôi nha. Tất cả những gì mình có ngày hôm nay là do mình ngày hôm qua mà có, đúng không? Vậy muốn nối lại với tương lai của mình, quá khứ bỏ rồi, muốn có tương lai như thế nào thì có phải là ngày hôm nay bạn phải thiết lập không? Ngày hôm nay, đúng không? Vậy bạn muốn hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, vậy thì ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ và ở đây, ngay lúc này, bạn cho mình hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Bạn làm một bài tập nhé. Nhắm mắt lại. Bạn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại. Nhìn sâu trong tâm trí của mình nha. Nhìn sâu trong tâm hồn của mình nha. Bạn nhắm sâu. Tôi hạnh phúc. Tôi rất bình an. Và tôi thịnh vượng. Các bạn nhìn sâu bên trong của mình. Mình đọc những cái từ đó. Tôi rất là hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Tôi rất hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Các bạn hãy comment đi ạ. Tôi rất hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Tôi rất hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Đúng rồi, tôi rất hạnh phúc, thịnh vượng và bình an.
Và cuộc đời con người là bằng là cảm xúc, là bằng với cảm xúc của mình. Mình có được cái gì, mình hưởng thụ cuộc sống của mình là hưởng thụ cảm xúc của mình. Mình đạt được cái sự hạnh phúc là cảm xúc của mình. Bình an cũng là cảm xúc của mình. Cái thịnh vượng cũng chỉ là cảm xúc mà thôi, đủ đầy bên trong mình, chứ không phải bên ngoài nha. Bạn vui hay buồn là bạn cho phép bạn vui nó mới vui, cho phép bạn buồn nó mới buồn, chứ bạn không cho phép nó không vô được đâu. Mà mình khi mình thiết lập được mình hạnh phúc, thịnh vượng, bình an đủ đầy rồi thì những thứ bên ngoài nó không có xâm nhập mình được. Các bạn ơi, nó là như vậy đấy. Ừ. Như vậy anh chị mình cho phép mình nha, cho phép mình hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, cho phép mình hạnh phúc, thịnh vượng và bình an và cảm xúc của mình. Cho nên là trong tất cả những thứ mà thói quen tôi thiết lập cùng với anh chị em á, buổi sáng á, cái thói quen nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội, thói quen suy nghĩ tích cực, quản trị cảm xúc, hành động chính trực và chọn kết quả cuộc đời, nó là thói quen để tạo ra những cái bên trong, để mình có nó ngay bây giờ, để mỗi ngày mình sống với nó. Nên là khi biết được chuyện này thì anh chị em giúp nhau làm một việc, đó là trang hoàng, bảo vệ, bảo toàn và nuôi dưỡng cái ngôi đền cảm xúc của mình. Trang hoàng, bảo toàn, nuôi dưỡng cái ngôi đền cảm xúc của mình. Tôi tin chắc trong nhà của các bạn, bàn thờ là đẹp nhất. Bàn thờ là cái nơi trang trọng nhất, cái nơi linh thiêng nhất. Còn trong con người của chúng ta, ngôi đền cảm xúc là quan trọng nhất. Nó nằm ở trái tim của bạn. Cái ngôi đền cảm xúc của bạn là quan trọng nhất. Nó nằm ở trái tim của bạn, là tình yêu thương của bạn. Những cấp độ của tình yêu thương chính mình, yêu thương thiên nhiên, yêu thương muôn vật, muôn loài, yêu thương con người, yêu thương dân tộc, và yêu thương thế giới này, yêu thương hành tinh, yêu thương đất mẹ. Vậy thì cái ngôi đền cảm xúc là nằm trong trái tim của bạn. Như vậy mỗi ngày bạn có trang hoàng cái ngôi đền cảm xúc này không? Có trang hoàng không? Có bảo tồn, bảo toàn nó? Có chăm sóc, có nuôi dưỡng cái ngôi đền cảm xúc này không? Cái ngôi đền cảm xúc này, cái trái tim của mình, là cái cơ quan được sinh ra đầu tiên rất sớm trong cơ thể của mình. Mình có trang hoàng nó không? Cho nên là tôi yêu trái tim tôi nhé. Tôi yêu trái tim tôi. Bạn có tái sinh được hay không? Là trong trái tim của bạn, do trái tim của bạn. Ngày hôm qua, sáng hôm qua có phiên cốt của một bà mẹ, của một cô giáo, có ba con, hai vợ chồng chia tay nhau. Con vẫn ở quê, hai con ở với bố, một con ở với mẹ. Dùng năm mật ngữ tình yêu, mãi đến cuối mới thông được một tí thôi, chưa thông. Tức là bị tắc trong cảm xúc. Và khi cái ngôi đền cảm xúc của mình còn bị tắc, thì mình không bao giờ nói được cái chuyện hạnh phúc, thịnh vượng và bình an đâu. No. Bị tắc. Tắc cái mối quan hệ là tắc cảm xúc. Nó không có tái sinh được. Khi nào mình tuôn trào nó, cái ngôi đền cảm xúc của mình phải trong veo, trong trẻo. Mình tôn thờ cái ngôi đền cảm xúc của mình đó, trang hoàng, bảo dưỡng, nuôi dưỡng, chăm sóc cái ngôi đền cảm xúc của mình đó. Khi cảm xúc của bạn tuôn trào thì bạn mới hạnh phúc, mới bình an được. Và một trong những cái cảm xúc mình phải giữ gìn và tôn trọng và kết nối nó, kết nối nhiệm màu nó, để nó ra được cái vấn đề, đó là những cái mối quan hệ mà mình bị tắc, mình không kết nối thì nó sẽ không có bình an được, nó không hạnh phúc được. Đó là những cái mối quan hệ trực hệ của mình, như tôi đã có vài lần chia sẻ, đúng không?
mối quan hệ trực hệ, tức là cái cảm xúc này, cái ngôi đền cảm xúc của mình, cái trái tim của mình, cái hạnh phúc của mình, cái sự bình an của mình, mình đang còn bị tắc, đang còn bị giận hờn, đang chưa tuôn trào cảm xúc được với cha mẹ của mình, thì không hạnh phúc được đâu, không bình an được đâu. Nói thật đấy. Tại vì đó là cái mối quan hệ linh thiêng nhất của đời người. Mối quan hệ linh thiêng nhất của con người đó là cha mẹ của mình. Mà mình bị tắc cái mối quan hệ này. Mình chưa nói được lời xin lỗi, chưa nói được lời yêu thương, chưa nói được lời cảm ơn, chưa nói được lời biết ơn, và mình không có hạnh phúc với cha mẹ của mình. Thì những cái mối quan hệ hạnh phúc khác, nó được ngụy trang thôi, nó không có tròn đầy được. Không bao giờ được. Bao nhiêu bạn thấy điều này đúng, comment quá đúng ạ. Cho nên cái mối quan hệ mà tuyệt đối mình phải chữa lành nó ngay, phải kết nối ngay. Con xin lỗi bố mẹ, con cảm ơn bố mẹ, con biết ơn bố mẹ, con yêu thương bố mẹ, và con rất hạnh phúc được làm con của bố mẹ. Một khi mình còn trách móc cha mẹ của mình vì điều gì đó không được phép, là lúc đó mình vẫn bị tắc. Dù ông bà có làm sai như thế nào đối với mình nữa, thì không được tắc cái chỗ này, phải thông suốt nha. Còn mình tắc chỗ này là con mình nó trả lại đúng như vậy. Mình không biết xin lỗi bố mẹ, không biết cảm ơn bố mẹ, không biết biết ơn bố mẹ, không yêu thương bố mẹ, không hạnh phúc khi thừa nhận cái mối quan hệ. Dù mối quan hệ đó như thế nào, phải thừa nhận nó. Nếu mình tắc chỗ này thì con của mình nó trả lại đúng như vậy. Luật nhân quả mà, đúng không? Đấy. Cho nên cái mối quan hệ với cha mẹ phải thông. Mối quan hệ với cha mẹ phải thông. Cái cảm xúc của mình mới tôn trào được. Cho nên là những người mà được hạnh phúc ở cái mối quan hệ này, không bị tắc á, thì mình nhìn thấy họ dễ chạm được cái hạnh phúc. Cái mối quan hệ thứ hai là không để tắc, là con của mình. Thường là tại sao gia đình nó đau khổ, tại sao cha mẹ làm cho con đau khổ, nó là sự kế thừa của văn hóa, của gia đình. Tại vì cũng đúng thôi, tại vì yêu nhau nhất thì sẽ làm nhau đau khổ. Nó có quy luật đó các bạn. Quy luật, bạn yêu ai nhiều nhất là bạn làm cho người đó đau khổ nhiều nhất. Và người nào yêu bạn nhiều nhất thì người đó làm cho bạn đau khổ nhiều nhất. Bao nhiêu bạn thấy điều này đúng, comment số 10 ạ. Tức là bạn yêu ai nhất thì bạn sẽ dễ làm cho người đó đau khổ. Và ai yêu bạn nhất thì người đó làm cho mình đau khổ. Hết. Không cãi được cái chuyện này. Còn nếu mà không yêu thì mắc gì khổ vì nhau. Không yêu thì mắc gì khổ vì nhau. Bố thằng bạn chết thì kệ bố nó chứ. Đúng không? Bố thằng bạn chết kệ bố nó chứ. Bố hàng xóm chết kệ bố nó chứ. Liên quan tới mình. Tôi nói vậy hơi sốc tí nhưng mà nó là thật mà. Bố nó mà. Có gì bố mình đâu. Có liên quan gì đâu. À. Bồ của thằng bạn chia tay. Kệ nó chứ. Vui. Vui quá. Nó chia tay nhau rồi vui quá. Liên quan tới mình đâu. Nhưng mà người yêu của mình chia tay thì đau khổ đó. Đúng không? Bố mình chết thì đau khổ đó. Tại sao mình đau khổ? Tại vì mình yêu mà. Sợ mình yêu mà. Đó. Anh chị em thấy ghê không? Yêu nhau nhiều nhất sẽ làm nhau đau khổ nhiều nhất. Vậy ai là trong cuộc đời này làm cho nhau đau khổ nhất nè? Thường nha. Ai làm cho nhau đau khổ nhiều nhất? Vợ. Chính xác. 1000%. Nếu ông chồng nói vậy, ông chồng nào nói vậy không đúng. Vợ chồng yêu nhau làm cho nhau đau khổ đúng. Không sai. Đúng. Vợ chồng mới làm cho nhau đau khổ. Còn nếu không phải là vợ chồng của nhau, chẳng có gì phải đau khổ với nhau ấy. Chẳng có gì hết. Không liên quan. Tại vợ chồng sẽ dễ làm cho nhau đau khổ. Tại vì yêu nhau mà. Người ta làm gì sai mình chút xíu mình đau khổ, tại mình sở hữu mà. Mình chiếm lấy anh ấy chiếm lấy mình đau khổ. Còn không thì mắc mớ gì đau khổ. Rồi ai nữa, ai làm cho mình đau khổ nữa? Con của mình. Mình mong cầu con của mình. Mình muốn con mình làm cho mình thế này thế. Con của mình yêu nó quá đi. Mình yêu con cái quá đi. Mình yêu các con quá. Mình yêu trong mong cầu á.
mình muốn con mình làm cái điều mình muốn á, chứ không phải là để con mình làm cái điều con nó muốn á. Cho nên nó làm không đúng ý mình cái mình đau khổ. Càng yêu nhau bao nhiêu càng dễ làm cho nhau đau khổ bao nhiêu. Quy luật thôi, quy luật, quy luật sướng khổ. Và cha mẹ, cha mẹ lại dễ làm cho con đau khổ nhất. Tại vì cha mẹ cứ bắt con làm cái điều mà cha mẹ muốn, cha mẹ mong cầu, mà nó đâu có muốn đâu. Nhưng mà khổ nhất trong con người là làm không được làm cái điều mình muốn. Không được làm cái điều mình muốn, đúng không? Không được làm cái điều mình muốn là đau khổ chứ. Tôi thích cái việc tôi làm và tôi làm cái việc tôi thích nó mới hạnh phúc. Còn làm cho người khác, có những người sống đến gần cuối đời rồi, chết bà từ xưa đến nay mình toàn làm cho người khác đúng. Chán vậy. Cả đời hy sinh từ đến cuối đời rồi. Đi toán đi làm cái chuyện cho người khác. Cuộc đời của mình sống nhờ trên đôi môi của người khác. Người ta nói gì cái là mình sống trên đôi môi của người khác. Cuộc đời của mình mà sao làm sống trên đôi môi của người khác. Bao nhiêu các bạn trong phòng Zoom này đã bị một lần mình sống trên, sống vì đôi môi của người khác. Sống vì người khác nói chứ không phải sống vì mình. Comment số 1. Người ta phán xét, người ta nói sống cuộc đời của mình lại giao trên đôi môi của người khác. Chết người. Có bao nhiêu lần, có đã bao giờ bạn đã sống bởi suy nghĩ của người khác không? Họ muốn mình làm đó. Comment số 2 ạ. Ôi giời, nhiều lắm á. Tức là cuộc đời của mình, mình sống trên đôi môi của người khác và mình sống trên suy nghĩ của người khác, trong khi cuộc đời của mình là do mình. Trong khi cuộc đời của mình là do mình. Vì bố, vì mẹ, vì chồng, vì con. Thế đau khổ, đau đớn. Nhưng mà mình vui là do mình. Và nhiều người không làm được cái điều đó lại đi bực mình. Đúng không? Mình cứ sống vì người ta, xong rồi người ta không vì mình, cái là mình bực mình. Và anh chị em biết bực mình là gì rồi đúng không? Bực mình là gì? Bực mình là gì? Bực mình là bực mình. Bởi vì bực mình là bực mình. Bực mình là bực mình. Cái thằng mình bực nó rất vui. Rất vui. Và có quá nhiều người sống vì, sống dựa vào đôi môi của người khác. Đi chia sẻ SE hay quá, học SE hay quá. Đi chia sẻ có thằng khác nó phán xét. Ô nó, ô kia. Hoặc là làm gì đó hay lắm. Ô nó, ô kia. Sống bởi dư luận á. Đau khổ lắm. Sống vậy đau khổ. Đúng không ạ? Đau khổ lắm. Cuộc đời của mình lại đi đặt trên đôi môi của thằng khác. Lại đặt trên suy nghĩ của thằng khác. Tàn nhẫn. Cuối cùng khi mà chết đi, tôi vẫn lặp lại câu nói liên tục: nơi yên nghỉ của người ngày mai sẽ hạnh phúc. Vậy làm sao hạnh phúc được khi mình sống trên đôi môi của người khác? Hạnh phúc được sao được khi mình sống trong suy nghĩ của người khác? Mình phải sống với chính mình thì nó mới hạnh phúc. Mình phải sống với chính cái đam mê của mình, chính cái khát vọng của mình, chính con người của mình mới hạnh phúc. Bởi vì là mình mà. Mình sống thay người khác. Trong khi lại quá nhiều người sinh ra trong cuộc đời này lại đi làm thuê cho ước mơ của người khác. Đúng không ạ? Đó là một vài cái quan điểm. Còn tôi chưa bắt đầu vô chủ đề quan điểm để chúng ta đồng thuận tư duy cái này. Đồng thuận tư duy nè. Đồng thuận, cái thứ nhất anh chị em đồng thuận với tôi là cái thời khắc quan trọng nhất là hiện tại, đúng không? Là hiện tại. Và cái hạnh phúc, thịnh vượng và bình an là nó ở hiện tại chứ nó không nằm trong quá khứ, không nằm trong tương lai. Đúng không? Đó là đồng thuận cái đó nhá. Ok, anh chị em comment là hiện, giây phút hiện tại là quan trọng nhất. Đúng không? Cái thứ hai đồng thuận với nhau là thất bại hay thành công là do mình chứ không do người khác. Đúng chưa? Không chơi môn đội thừa. Hai cái quan điểm này là mình đã chuẩn bị qua tái sinh rồi đó. Đã chuẩn bị tái sinh ạ. Ok, trước khi tôi chia sẻ tiếp thì mình dừng lại một tí, mình có một vài cái chia sẻ của anh em nha.
ai giơ tay mong ai giơ tay muốn chia sẻ điều gì với thầy, hoặc là có gì muốn giao lưu nè, để thầy qua một cái module tiếp theo đập vỡ hết mọi cái vỏ kén nào để tái sinh nhá. Đừng muốn tái sinh là phải đập vỡ. Xin mời HB Vàng Thị Xóa hay là xã gì đó, tức là chắc là Hạnh Phúc đúng không? HB là Hạnh Phúc đúng không? Xin mời em. Xin mời em. Dạ, em chào thầy. Thầy có nghe em không? Ơi, thầy nghe rõ.